lúc là chị Thiền nghĩ em không muốn đâu. Có anh Duyên nữa kìa. Chú Bơ hả? Trời 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 kìa, nó nổi lên kìa, nó nổi bực. Bơ chú Duyên. Cái mùi này làm như nó cũ rồi. Cái mùi này cũ. Cái mùi này cũ hả? Cái mùi mới bụng nè. Ôi ôi. Con chào cô. Con xin hỏi cô vậy với cô mà ở gần đây không cô? Ở bên Vĩnh Thuận á, đi qua anh đây. Dạ. Dạ. Dạ cô, hồi nãy cô đến thì cô cũng có chứng kiến anh em mà kéo cái mui này lên không cô? Không, chưa tới. Rồi. Tôi vừa kéo lên chút xíu rồi tôi mới tới. Dạ. Hồi nãy là kéo lên đồng quá đồng luôn. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là đúng là cái duyên mà tôi vừa tới là cái mui này vừa lên. Dạ. Thì đúng là cái duyên nằm bên cái triều đình này. cái duyên này hiếm có lắm. Dạ. Dạ cái duyên là như thế nào cô? Cái như cô cái duyên cô... là cũng như cái căn duyên của mình từ ngàn xưa đã có cái duyên bên triều đình. Dạ. Là có cái duyên với ông vua, là cũng như là mình có cái công việc mà mình đã tham gia cái công việc bên ông vua. Dạ. Là hoặc là một cái bên đạo pháp mà người ta gọi là mình làm việc bên tứ ân á. Dạ, dạ. Tứ ân là coi như mình lo cho đất nước, lo cho nhân dân, rồi là tam bảo, rồi lo cho báo ơn cho mà của quyền thất tổ ông bà mình. Dạ. Đó là bên tứ ân hiếu nghĩa, là cũng như là cái đó là mình để đó là mình có cái duyên phước với ông bên bên vua. À, còn cái duyên phước bên Phật á, thì ví dụ như mình có cái bổn phận bên Phật á, thì người ta xuất gia đồ Phật, hoặc là người ta hồi hướng hàng đêm, tụng kinh hàng đêm. Dạ. Đó. Còn mình thì mình chỉ đi nhiệm vụ thôi. Dạ. Rồi cũng ăn chay niệm Phật, cũng về nhà thì cũng cúng lại, làm lành lánh dữ, rồi cái gì sai thì mình sửa lại. Dạ. Cái gì đúng thì mình nhận, mình học theo. Dạ. Học chừng nào tới ngày tàn cuộc thôi, giờ vẫn học hoài vậy đó. Dạ. Hôm gài á, cô đến đây là cái lần thứ mấy rồi cô? Mới lần đầu hả? Dạ, lần hôm đầu. Gài cũng coi lên mạng, lên YouTube cũng thấy cũng nhiều. Dạ. Thấy từng phần cũng có người này nói, người kia nói. Nhưng hổm cũng có thay nghe ông sư, ông nói... hồi năm ngoái á, thì người ta nói là có một cái chiếc thuyền kia hơi nhỏ hơn, người ta cũng làm nhưng mà đem về miếu ông địa. Yeah. Rồi năm nay lại có chiếc thuyền gồng lên lại miếu ông vua. Yeah. Đây rồi mới mốt qua quanh năm cái chiếc thuyền lại miếu khác nữa, rồi cái ghiết là nhóc thuyền luôn, đâu phải như vậy được. Yeah. Ông nói thì ông nói, nhưng mà mình phải nhận thay xét, mình phải nhận thức một cái đúng và cái sai, cái lý đúng và cái lý sai. Đâu phải mỗi người nào cũng đóng được đâu. Yeah. Bây giờ mình cầm bạc tỷ muốn đóng cũng không đóng được đâu. Yeah, yeah. Đó, bây giờ mình cầm bạc tỷ thì không đóng được, do là do cái sứ mạng, cái nhiệm vụ của cái duyên của người đó, kiếp trước kiếp xưa người ta có bên triều đình, người ta có mà dính líu của bên triều đình, người ta có làm việc bên triều đình, nhưng cái sứ mạng nhiệm vụ người ta, cái màn này ở trên kêu người ta phải làm như vậy, làm gì mới làm được. Dạ. Yeah. Cũng do là bàn tay con người tạo ra. Đúng rồi. Yeah. Bàn tay. Được cái sứ mệnh thiêng liêng đã sắp đặt cho người ta như vậy, người ta phải làm như vậy đó. Dạ. Đó. Dạ. Thì cô hôm nay cô giải thích thì con hiểu thêm được một tí nữa. Ừ. Dạ. Rồi như hôm gài cô xem ở trên mạng đồ này kia đó, trên mạng thì nó nói có nhiều cái, nhiều cách, nói nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà cô đến đây thực tế ở đây thì cô chứng kiến rồi đó, rồi cô nghĩ sao? Cái về ta nói thiên căn mà vạn ý. Yeah. Bởi vì mỗi người cái phần căn nó có cái ý khác nhau và cái tầm nhìn khác nhau, không giống nhau được. Cho nên cái chiếc thiền gồng lúc nào cũng là chiếc thiền gồng của vua, chứ không bao giờ là của quan được. Yeah. Quan là đi chiếc thiền khác, còn vua là phải đi chiếc thiền gồng. Cho nên vì chỗ đó là tấp về miếu ông vua đúng chỗ. Yeah. Đúng chỗ. Yeah.
Cho nên nó là cái sứ mạng nhiệm vụ cái người đó đóng như vậy. Nhưng mà chia mỗi nơi mỗi ngã thì nó không phải. Bởi vì thiền đâu thì mui đó. Phải cái bộ tâm sơ người ta cho đầy đủ. Nó có mui không có thiền sao đi, mà có mui có thiền không có mui ta đi được, mà không có thiền có mui không có thiền là sao ta đi. Nó cho nên vì chỗ đó mình phải nhận xét cho nó đúng sai, chứ không phải cái này người ta mần thì mần, mình giờ vớt là cũng là cái duyên của mình, mình vớt lên cũng là cái duyên của mình. Duyên của mình là mình phải cái đầu óc mình phải gẫm cho nó đúng vào cái vị trí mình đưa. Chứ không phải mà đưa chỗ nào cũng đưa được. Dạ thì cái phần đó thì theo cháu nghĩ thì ai cũng có được quyền bảo vệ cái sự tin tưởng và cái sự tín ngưỡng riêng, thì cái đó con không nói đi. Nhưng mà cái vụ này nó thật con không có thể lý giải được. Không, cái này là một cái bí ẩn mà cái bí ẩn mà Quyền Di đã tự phát sinh lên. Nếu mà cái người đã có nhận về Quyền Di thì đã hiểu được cái tâm linh của cái chiếc thiền này như thế nào, thì cái cơ Quyền Di nó đã tới rồi. Tại vì thiên cơ bất khả, người ta đâu cho mình biết ở đâu. Nhưng mà đây là vua đã chỗ mặt rồi đó. Nhưng mà chỉ là chiếc thiền đi trước, cái hữu hình đi trước, cái Quyền Di mới đi sau. Như hồi trước gọi là thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà nay là bây giờ mới lộ mí. Bây giờ mới bắt đầu mới lộ mí. Lộ mí thôi. Giờ không cho nói là mình không thể nói được. Bây giờ cái cơ duyên là đã xuất hiện như vậy rồi. Thì nó đã cái tới giờ tới việc. Từ giờ con chứng kiến ở đây con không thể nào giải thích được. Thì cái tâm linh thì tôi nói cái cơ nó đã đưa ra rồi, thì cái thiền đó là cái cơ nó lộ mí rồi đó, bên tâm linh rồi đó. Bây giờ không thể nào mà nói hết được cái lộ cơ bên trong được. Đó, cậu cũng thông cảm cái chỗ đó, tôi không dám nói lộ cơ bên trong. Nhưng mà bây giờ mình thấy đã như vậy thì mình ráng là tôn trọng, ráng tôn trọng tôn thờ, mình kính mến và kính. Mình phải lau chùi sạch sẽ cho kỹ càng, rồi tha dầu đồ vô đi, rồi cái mình phụng thờ, rồi mình có công đi thì thưởng, cái tội thì chừng, tới đây sát bên không có xa đâu. Nó bây giờ mình có công thì thưởng, có tội thì chừng hà. Chứ không có cái gì. Cái mùi này thì nó cũng có gồng hả cô? Cô có đi xuống xem cái mùi ở dưới chưa cô? Chưa. Chưa. Coi như là 4 con rồng mà 6 con rồng này mà thời gian lâu cũ kỹ quá mà không xuất con rồng nào hết. Tự nhiên tại sao mà cái mui này là nếu cây này là cây phải chìm chứ không có nói là nổi được. Mui này nó nằm dưới nước là rất lâu rồi hả cô? Rất lâu, đúng gông rồi nè. Đóng gông này vớt lên, cái này còn hè nè, này giống hè đóng này cô. Đúng rồi. Đúng không? Những cái trầm tích của sông á đâu phải mình tạo được, con người không bao giờ tạo được cái trầm tích này nghe cô. Đúng, đúng không? Thiên nhiên thôi, với là ngày tháng của sông nó tạo ra thôi, chứ bàn tay con người không bao giờ tạo được cái trầm tích. Chị con cũng xin cảm ơn cô ha.